Khi mà mua YouTube Total Success, bạn sẽ có tất cả các đặc quyền sau đây. Thứ nhất, bạn sẽ có một khóa online quay sẵn, cầm tay chỉ việc để bạn chỉ việc thực hành và làm ngay lập tức, chứ không cần phải chờ đợi bất kỳ một cái thứ gì khác. Tiếp theo thì khóa online này cũng sẽ được cập nhật những cái kiến thức mới nhất của các cái khóa offline mà mình chia sẻ từ K1, K2. Để những anh em online mà ở xa chưa có điều kiện đi học offline, anh em cũng liên tục được cập nhật những cái kiến thức mới. Vì sao? Vì YouTube hay là Internet nó thay đổi liên tục, nên anh em mình cũng cần phải cập nhật liên tục. Thứ hai là bạn sẽ có một khóa offline học trực tiếp trong 2 ngày để anh em có thể cập nhật được những thứ mới nhất trên thế giới về YouTube, các xu hướng mới, các thuật toán đề xuất mới, các chủ đề mới. Và quan trọng hơn là đây là nơi để anh em có thể giao lưu với những team YouTube đang rất là lớn ở Việt Nam hiện tại. Anh em nút kim cương, anh em nút vàng, những anh em mà làm về KOL hay là những anh em kinh doanh về YouTube, rất là nhiều anh em ở trong cộng đồng này. Và đặc biệt hơn, bạn được tặng miễn phí mà không cần phải trả thêm bất kỳ chi phí nào thêm cho khóa offline. Bạn chỉ việc đăng ký online, tới ngày offline thì sẽ có form đăng ký. Nhưng mà form đăng ký này chỉ dành riêng cho những anh em online thôi nhá, chứ mình không bán lẻ khóa offline. Bởi vì là nếu mà chỉ học nguyên offline 2 ngày thì nó chưa đủ, thực sự là nó chưa đủ để anh em có thể có kết quả được. Nên là bắt buộc phải có thêm cả khóa online để cầm tay chỉ việc, sau đó thì đến khóa offline để mình cập nhật thêm những kiến thức mới, cập nhật thêm những cái xu hướng mới, thì anh em cái sự chắc chắn cho anh em á, trong cái quá trình làm, trong cái quá trình mà xây kênh YouTube nó mới ok hơn được. Cái thứ ba là anh em sẽ có toàn bộ các cái tài liệu chi tiết từ A đến Z để anh em có thể xây một kênh, kể cả là xây ở Việt Nam hay là những cái lộ trình cách thức mà có thể thuê những cái người nước ngoài để có thể làm việc cho anh em mình, để có thể xây thêm những cái kênh ở Anh, Mỹ, Pháp hay là Tây Ban Nha, hay có thể xây kênh ở bất kỳ một cái nơi nào bạn muốn. Xây kênh Ấn Độ các bạn cũng có thể làm được luôn. Cái thứ tư là các bạn có những cái nhóm về Zalo, nhóm về Facebook để các bạn có thể nhận được sự hỗ trợ. Yên tâm, các bạn còn hỏi thì mình còn trả lời, còn hỏi là còn trả lời, vì đây là công việc chính của mình. Mình vẫn đang phát triển YouTube từ năm 2016 đến giờ. Đấy, khi mà bạn còn câu hỏi thì mình còn trả lời, hỏi và trả lời đến khi nào mà bạn có kết quả thì thôi. Cái thứ năm, bạn có cộng đồng để có thể giao lưu với các anh em đang làm YouTube hiện tại. Những anh em đang làm sản xuất có thể kết hợp với anh em đang làm marketing. Những anh em đang có sản phẩm mà chưa biết sell up như thế nào, hoặc ngược lại, những anh em mà đang sell up tốt nhưng mà chưa có sản phẩm, anh em có thể tìm thấy nhau, có thể rap với nhau, có thể cùng nhau mở thành những cái dự án mới, những công ty mới. Thì những cái cơ hội nó được mở rộng và phát triển ra rất là nhiều. Cũng sẽ có những anh em đang làm network, anh em có thể join vào những network của anh em để anh em có thể cùng làm. Cái thứ 6 là anh em sẽ có một cái nhóm đặc biệt. Nhóm này là nhóm YouTube Premium của YouTube Total Success. Tức là nhóm này là nhóm dành riêng cho anh em học viên. Ở trong nhóm đặc biệt này, anh em sẽ thấy được kết quả của những anh em đi trước đang làm, số cái kết quả như thế nào. Anh em sẽ thấy những cái kết quả vài chục nghìn đô một tháng, hay là hàng trăm nghìn đô một tháng, hay có kết quả từ những anh em đi trước. Anh em học K1 từ tháng 10, hay là K2 từ tháng 1. Đấy, những anh em đi trước, anh em sẽ có những kết quả ban đầu như thế nào. Những cái kết quả về bật kiếm tiền này, kết quả về 100 đô đầu tiên, 1000 đô đầu tiên. Đấy, hay là có những người đang đạt được những kết quả 5 triệu một ngày, 10 triệu một ngày. Đấy, thì đấy là những thứ mà chúng ta thực sự thấy được những người, người thật, việc thật, để cho chúng ta gia tăng thêm cái niềm tin. Và làm MMO hay là làm YouTube này nhá, hay làm online, cái niềm tin nó rất là quan trọng. Khi bạn tin rồi thì bạn mới hành động nó mạnh mẽ được. Và nếu mà bạn không tin thì có mà còn lâu mới làm được. Nên là đầu tiên là phải có cái niềm tin nó gia tăng, nó mạnh mẽ. Niềm tin là xung quanh mình, niềm tin từ việc là đây nó là một mỏ vàng rồi, đây nó là một cái thứ để chúng ta hoàn toàn có thể tập trung vào, có thể cày cuốc vào, để trong vòng 6 tháng, 1 năm hay là đến 1 năm rưỡi, 2 năm mà để cho mình thay đổi một cái vị thế, thay đổi một cái cuộc chơi, để thu nhập mình có thể tăng lên gấp 5, gấp 10 lần hay là thậm chí hơn nữa. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn là tin vào những cái điều như vậy thì chúng ta mới bắt đầu có những hành động tiếp theo nó mạnh mẽ hơn, và từ đấy thì chúng ta sẽ có kết quả nó nhanh hơn. Đặc quyền tiếp theo, thứ 7, là khi mà anh em đã bắt đầu làm được rồi, phát triển được rồi, anh em có nhu cầu về phát triển về team, đội ngũ, con người, thì mình sẽ hỗ trợ anh em về tư vấn, tuyển dụng, đào tạo, hay là hỗ trợ về xây dựng các cái cơ chế để anh em có thể phát triển.
những KPI, những cái nhiệm vụ cho từng bạn nhân sự để anh em có thể xây dựng được ra một cái công ty YouTube làm một cách bài bản, giống như là chúng ta xây dựng một cái doanh nghiệp bình thường. Tiếp theo là khóa YouTube Total Success này, theo đúng cái tên của nó là thành công toàn diện với YouTube. Đây là một khóa học duy nhất, đầy đủ tất cả luôn, không upsell, không kích năng lượng, cũng không thần thánh hóa YouTube, hay là cũng không giấu nghề, mà mình có thể chia sẻ một cách thoải mái với anh em. Bởi vì là không có upsell nên mình sẽ không cần phải giấu giếm bất kỳ một cái thứ gì cả. Cứ cái thứ gì mà mình làm được, những thứ mà anh em còn vướng mắc, còn hỏi thì mình còn trả lời, để làm sao anh em có được những cái kết quả nó tốt nhất có thể. Đây là một cái nghề mà mình đã làm từ 2016 đến tận bây giờ rồi, vẫn cứ làm và phát triển liên tục. Nên là anh em có thể đặt câu hỏi thoải mái, tất cả mọi câu hỏi, kể cả YouTube kiếm tiền từ view, tức là Google AdSense, hay là anh em có thể là dùng kênh YouTube để xây thương hiệu, định vị thương hiệu, để xây một cái công ty sau đó bán các cái sản phẩm nhờ cái thương hiệu của mình, giống như là mình đang làm phong thủy Phùng Gia hiện tại. Và ngoài ra thì còn rất là nhiều những điều khác nữa anh em có thể trải nghiệm thực tế ở trong khóa học. Và bạn cần lưu ý nhá, đây là một khóa học có bảo hành và bạn được hoàn tiền trong vòng 7 ngày. Nếu mà bạn học khóa học online mà cảm thấy là không phù hợp thì bạn sẽ không cần phải chịu bất kỳ một cái rủi ro nào khác. Và đừng quên là bạn có thể sử dụng phương án thanh toán trả góp để bạn có thể tối ưu được dòng tiền bằng thẻ tín dụng. Các bạn chỉ cần trả hơn 1 triệu một tháng là bắt đầu có thể tìm hiểu và có thể chinh phục được YouTube rồi. Và vẫn như vậy thôi, bạn sẽ có 7 ngày có thể hoàn tiền mà không cần bất kỳ một lý do gì hết. Chỉ cần bạn cảm thấy không phù hợp thì bạn sẽ được hoàn tiền. À, mình nhắc lại cái phần này nhá, là anh em đăng ký xong là sẽ có khóa online ngay lập tức nhá, để anh em có thể học và cài vào ngay lập tức. Thì khi mà đến khóa offline á, dự kiến đến khóa offline nó rơi vào khoảng tháng 4, thì chúng ta mới bắt đầu có được những cái kết quả tốt nhất khi mà học cả on cả off. Nhớ nhá, khi bắt đầu thì phải bắt đầu ngay với online, sau đấy thì học xong, luyện xong thì đến khóa offline nó mới hiệu quả được. Ok rồi, hẹn gặp lại anh em ở trong cộng đồng kiếm tiền online YouTube Total Success. Rồi, hẹn gặp lại anh em nhá. Xin chào.